Broto Buxo Bai nhận được tin nhắn Kamen Rider Laser để lại, phá giải một trò chơi và tìm ra những bí ẩn xoay quanh tập đoàn Game Corporation cũng như trò chơi nguyên thoại Kamen Chronicle Game đang muốn che giấu. Họ phải tham gia trò chơi truy tìm kho báu, giành lấy được bí ẩn xoay quanh tất cả mọi thứ. SA đã tham gia và giải được câu đố đầu tiên khi chuyển hóa mình thành một tên Burgaster để có được đường đến kho báu. Nhưng khi đến nơi, anh đã bị chặn bởi một bản thể khác của Color Game. Mặc dù không thể vượt qua ngay trong vòng chơi đầu tiên, nhưng anh đã nhận ra một điều gì đó, quyết định cùng hợp tác với Laser trong chính trò chơi này. Mặc dù biết anh không thể nào là con người thật, mà chỉ là một ảo ảnh do trò chơi tạo ra. Với sự trưởng thành của SA đã làm Laser lấy động, cả hai cùng hợp tác với nhau để đánh lạc hướng game và lấy được kho báu. Trong kho báu không phải là những thứ gì đặc biệt, mà lại chính là những chiếc Roto Gansat. Chọn một chiếc bất kỳ, và đó lại tình cờ hai là chiếc Buxo Bay. Thứ sức mạnh đại diện cho Color Laser, anh đã chuyển hóa để đối đầu với Sakariki Sport, chiếc xe đạp của game. Tạo hình của anh như kết hợp giữa Laser, hình cùng vẽ xây với tông màu vàng là một bộ giáp. Mặc dù là level 0, nhưng tạo hình và thiết kế của anh rất giống với những level 3 mà những rider khác sở hữu. Mặc bộ giáp vàng chóe lên người, cũng như phần tóc của anh ấy được chuyển hóa thành màu vàng, khá liên tưởng tới Seal Seiya, mặc dù form này cũng phế chứ không mạnh mẽ gì. Và đôi tay của anh được trang bị hai phần là hai chiếc bánh xe của chiếc xe máy Buxo Bay, phần tay phải màu vàng và phần tay trái có viền bạc. Mặc dù tay phải nhìn rất giống khẩu súng, nhưng anh lại thường xuyên dùng nó để tấn công kẻ thù cận chiến mà thôi. Và đặc trưng nhất của nó chắc chắn phải là tốc độ được tạo ra từ một form liên quan tới xe máy rồi. Tấn công cực nhanh cũng như áp đảo hoàn toàn sức mạnh của Color Game sở hữu. Đoạn tất sát mang tên Bokuso Ritical Strike, SA sẽ ném hai chiếc bánh xe của mình vào phương kẻ thù. Hai chiếc bánh xe tấn công và ép chặt kẻ thù. Trong lúc này, SA sẽ ra một đòn Rider Kick tấn công và tạo thành một hơi gọng kìm nghiền nát và không cho kẻ thù bất kỳ lối thoát nào.